Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Và sản phẩm bất động sản lần này em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư một miếng đất có diện tích là 3.000m² nha tất cả anh chị. 3.000m² là 3 công nha tất cả anh chị, 3 công 3 sào á. Thì lô đất này thuộc xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thì xe hơi, xe mà 4 chỗ thì vô đất là Vivu nha. Đường thì lộ đan, mé ngoài là lộ đan nha tất cả anh chị. Thì cách lộ đan, tiếp giáp lộ đan nha tất cả anh chị, với mặt tiền ngang là 5m thôi. Chạy dài vô khoảng 30m, bắt đầu nó bung ra khoảng 45m nha tất cả anh chị. Rồi nó chạy dài vô khoảng 60-62m. Thì để một tí nữa em quét lên không ảnh cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư xem rõ cái hình dạng lô đất như thế nào nha. Thì ngay chỗ vị trí này là có cột mốc giáp ranh luôn á. Thì cái lô đất này nó cặp bên hông cái căn nhà của dân nha tất cả anh chị, nên nó rất thích hợp cho các anh chị về mua để xây cất nhà vườn, có đường vô đồ đó cũng ok nha. Thì cặp ranh này có một cây ổi có trái nhìn rất là thơ mộng luôn. Thì cái bờ này chạy thẳng dài vô nha tất cả anh chị. Thì bờ này chạy thẳng dài vô cũng khoảng tầm khoảng 60m á. Cái bờ cạnh bên đây tầm khoảng 60m. Thì cái cạnh bên kia nó vuông vức luôn nha tất cả anh chị, lô đất này vuông vức luôn. Thì cặp cái trụ móc ranh nè chạy dài ngang qua thì tầm khoảng 45m nha. Thì ở mé ngoài cái lộ đan đi thẳng vô á là có con đường là 5m nha tất cả anh chị. Nó chạy tròn cái lô đất này là vuông vức luôn á, rất là đẹp. Thì cách lộ DT833 nếu mà theo đường chim bay, theo đường thẳng tầm khoảng 550m nha. Nếu anh các anh chị đi vòng vô thì cũng khoảng 750m. Còn cách quốc lộ N2 khoảng 9km nha các anh chị. Cách dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An tầm khoảng 18km nha, 18km. Còn cách khu công nghiệp Việt Phát 1.800 hecta khoảng 20km nha các anh chị. Đức Hòa các anh chị về thì cũng chạng chạng cỡ 42km. Còn đối với các anh chị khu vực Sài Gòn mà giáp ranh thị trấn Đức Hòa thì về tới đất cũng chạng chạng cỡ 50km nha các anh chị, 49-50km. Còn đối với các anh chị khu vực Nguyễn Văn Linh thì các anh chị dòng xuống thì cũng chạng chạng đó nha. Vì cái lô đất này nó nằm vị trí cũng 50-50 nha, lửng cánh Minh Đức Hòa về thì khoảng cách cũng tầm cũng dưới 50. Còn cánh Nguyễn Văn Linh thì cánh gì dòng người về cũng chặn chặn đó luôn nha tất anh chị. Thì cặp bên hông này là có nhà dân nha tất anh chị. Đây là cái vị trí nhà dân nha, cây trái rất là nhiều luôn, xài trái rất là nhiều luôn nha tất anh chị. Thì ngay chỗ cái sân nè, cái vị trí nè, ngay chỗ bên hông này á thì có con đường, có cái ngang là 5m nha. Ở mé ngoài là lộ đan nha tất anh chị. Có cái cầu dán nè bắt qua nè. Ngay chỗ vị trí này là ngang 5m nè, nó chạy dài vô là 3 công. Ngang 5m chạy dài vô khoảng 30m á thì nó sẽ bung ra nha tất anh chị. Ở mé bên ngoài là lộ đan. Xung quanh á thì nhà dân rất là nhiều. Đây ngay chỗ vị trí này ngang là 5m nha. Chạy dài vô. Và em sẽ không để cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu, em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha tất cả anh chị. Thì lô đất này thuộc xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tổng diện tích là 3.000m². Thì mé ngoài lộ ra là lộ đan này nha tất cả anh chị. Thì chủ bán với giá là 300 triệu trên 1.000m² nha tất cả anh chị. Rất là dễ mua luôn. Thì lô đất này 3 công thì chỉ giá là khoảng 900 triệu nha. Giá chính chủ là 300 triệu trên 1.000m² nha tất cả anh chị. Lô đất này, cái hướng của lô đất á thì cái hướng mà quay ra ra cái mặt lộ đan á là hướng hướng tây nha các anh chị.
hướng Tây. Thì khu vực này thì trồng cây ăn trái cực kỳ tốt luôn nha các anh chị, trái rất là nhiều luôn, mít đồ á, trái rất là nhiều. Các anh chị nhìn ở mấy bên hông mà những cái đám ruộng mà nước nhiều á, thì nhiều các anh chị cũng hơi thắc mắc hỏi tại sao những cái đám ruộng lại nước nhiều như vậy. Thì người dân người ta lấy nước vô người ta xử lý ruộng nha các anh chị, để cho cỏ đừng lên á, để mình chuẩn bị mình xạ mùa vụ mới nha. Chứ mình rút nước ra nó cỏ lên nha các anh chị. Đây cái lộ đan này đâm thẳng ra ngoài là lộ DT833 nha các anh chị. Đây dòng ra ngoài khoảng 700m á, hơn 700m một tí. Thì em xin nhắc lại nha, đối với các anh chị khu vực Sài Gòn, Nguyễn Văn Linh thì dòng về cũng tầm chạng cỡ 50km nha. Còn đối với các anh chị ở khu vực Đức Hòa cũng vậy luôn, tương tự luôn nha các anh chị. Giá bán chính chủ là 300 triệu trên 1.000m², thuộc xã Long Thần, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tổng diện tích là 3.000m² nha các anh chị. Ở tiếp giáp với con lộ đan là ngang 5m nha, chạy dài vô 30m nó sẽ bung ra nha các anh chị. Sản phẩm như thế này thì cực kỳ dễ mua luôn nha, chỉ có 300 triệu trên 1.000m², thuộc huyện Thủ Thừa nha các anh chị. Cách lộ DT833 nếu mà đi theo đường chim bay thì tầm khoảng 550m thôi. Còn các anh chị đi đúng đường á, xe hơi mà 4 chỗ thì vô đắt được nha. Nếu mà xe lớn hơn thì nó cũng hơi khó nha các anh chị. Cái lộ đan này cũng chạng vừa thôi, ba gác đồ đó là vi vu. Xung quanh thì nhà dân thì rất là nhiều nha, cho nên các anh chị cứ an tâm về mình mua xe cắt nhà vườn đồ đó là ok luôn. Thì đa phần khu vực này á, người dân thường là người ta trồng lúa nha các anh chị. Trồng lúa, một số hộ nông dân thì người ta cũng có trồng mai. Trồng mai đồ lên liếp đồ trồng mai đó. Thì có nghệ nhân, có người xuống uống hỗ trợ hết nha các anh chị. Thì mình chỉ cần thuê người ta thôi. Trồng mai thì tầm khoảng 3 năm rưỡi đến 4 năm là có thể bán được rồi nha các anh chị. Còn các anh chị làm lúa thì đối với các anh chị nào mua xe cắt nhà vườn, hoặc là các anh chị có thể lên liếp mình trồng cây ăn trái, hoặc là các anh chị có thể cho người ta thuê cũng được nha. Thì khu vực thường người ta cho mướn cho thuê thường dao động từ 10 đến 15 triệu trên 1 ha. Có nghĩa là một công là tầm khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cho một công nha các anh chị. Thì mình với 3 công thì mình cho người ta mướn cũng 1 năm cũng tầm khoảng 3 triệu mấy 4 triệu đó. Lô đất này nó cũng rất là đẹp, nó có cái đường vô là 5m, chạy vô 30m, nó bắt đầu nó bung ra nha. Thì các anh chị trên màn hình các anh chị nhìn rõ cái hình dạng lô đất nha. Ngay vị trí xanh xanh là ngay vị trí em đứng, thì ngang là qua là luôn mặt tiền là tầm khoảng 45 nha. Chạy dài vô, một cái cạnh kia là khoảng 62 nha các anh chị. Phía sau thì cũng tầm chạng 42-43m. Em quét lên không ảnh mang tính chất tham khảo để cho tất cả anh chị các nhà đầu tư hình dung và hiểu rõ được cái hình dạng lô đất như thế nào nha, để mình biết mình có thể nên mua hay là quyết định đầu tư sở hữu sản phẩm bất động sản này không nha các anh chị. Lô đất này thuộc xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, với giá trị là bán 300 triệu trên 1.000m² nha các anh chị. Thì tất cả đây là giá bán chính chủ hết nha, thì ai đứng tên đất là các anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha các anh chị. Thì trên màn hình các anh chị, đây là hướng Tây, hướng của cái lô đất quay về lộ đan nha. Đây là cái vị trí lô đất nha. Ở mé ngoài á, là có con sông dòng cỏ nha các anh chị, cách sông dòng cỏ rất là gần luôn. Ở mé bên hông, bên phải á, đó là sông dòng cỏ nha. Và đây là vị trí lô đất. Em xin nhắc lại nha, từ Đức Hòa các anh chị về cũng chạng cỡ 50km nha. Còn ở Nguyễn Linh cũng vậy nha các anh chị, Nguyễn Linh về thì cũng chạng cỡ 50km luôn. Việt Phát, khu công nghiệp Việt Phát 1.800 hecta, khoảng 20km nha. Và các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý phù hợp với mình thì các anh chị cứ liên hệ vào số điện thoại 0828367167, gặp em là Quỳnh Thọ nha các anh chị. Và em sẽ tư vấn cho các anh chị những cái sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào nhu cầu của các anh chị luôn nha. Và bên em còn rất là nhiều sản phẩm bất động sản luôn nha các anh chị. Các anh chị ưng ý về sản phẩm nào cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha các anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất về bất động sản.
và biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật là ưng ý. Chúc cho tất cả anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều.